chị trong nhóm. Em tên là Trần Trọng Tâm, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên ở Tiền Giang, chợ gạo Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em biết được thầy thông qua các video về cuộc sống, rồi dần dần em biết được tới nhóm và em xin cảm ơn các anh chị đã duyệt cho em vào trong nhóm này. Và hy vọng của em là được phát triển toàn diện hơn. Và các anh chị trong nhóm, em tên là Trần Trọng Tâm, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên ở Tiền Giang, chợ gạo Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em biết được thầy thông qua các video về cuộc sống, rồi dần dần em biết được tới nhóm và em xin cảm ơn các anh chị đã duyệt cho em vào trong nhóm này. Và hy vọng của em là được phát triển toàn diện hơn. Và các anh chị trong nhóm, em tên là Trần Trọng Tâm, năm nay em 26 tuổi. Em lớn lên ở Tiền Giang, chợ gạo Tiền Giang. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng, em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em biết được thầy thông qua các video về cuộc sống, rồi dần dần em biết được tới nhóm và em xin cảm ơn các anh chị đã duyệt cho em vào trong nhóm này. Và hy vọng của em là được phát triển toàn diện hơn.